Phim phần 2 vừa tung ra preview tập 1 nóng hổi. Preview mở màn với mối quan hệ căng thẳng của Khánh, Đức khi Khánh vẫn quyết tâm chiến tranh lạnh với chồng. Sau đó, hai vợ chồng phát hiện ra một điều cực dễ thương trong phòng tắm. Nhìn hình ảnh này, liệu Khánh có tha thứ cho chồng để gia đình hòa thuận, yên ấm trở lại? Trong khi đó, về phía Trang Duy, Trang vẫn quyết định sẽ đi Nhật công tác. Trước ngày đi, cô tạm biệt Duy. Duy nhắc nhở chị đẹp có sang nước ngoài thì cũng đừng quên điều quan trọng, đó là em thích chị. Tuy nhiên, Trang một lần nữa từ chối tình cảm của trai trẻ. Mời các bạn đón xem phần 2 tập 1 lên sóng VTV3 tối 4 tháng 4. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.